Xin chào, hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, không chỉ đối với bản thân Hiếu mà đối với cả WAP Studio, đối với cả tập thể. Hôm nay là ngày khai giảng khóa WAP Studio Academy, khóa K11. Thì ngày hôm nay, Hiếu và mọi người cũng cùng tham quan cũng như theo dõi một cái video là buổi đầu khai giảng cũng như là làm quen, cũng như tiếp xúc của rất là nhiều em khóa mới. Thì cái khóa này nó sẽ đem lại nhiều cái cơ hội mới, nhiều cái môi trường mới và những cái câu chuyện mới. Thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là ủng hộ WAP Studio. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ WAP Studio Academy trong suốt cái thời gian vừa qua. Xin cảm ơn mọi người.